Mai Nương, Huynh, Huynh còn bánh bao không? Còn, cô mua mấy cái? Dạ, cho tôi 2 cái. Được rồi, đợi tôi chút xíu nha. Nhanh lắm, nhanh lắm. Đây, tôi cho cô thêm 1 cái. Nhà có 3 người, mua có 2 cái rồi ai ăn ai nhịn. Đa tạ huynh. Ừ, đa tạ. Tiểu Hoa. Dạ. Mẫu thân con về chưa? Dạ chưa. Ả ta làm gì giờ này cũng chưa chịu về nữa. Chắc chắn là đang hẹn hò với người đàn ông nào rồi nên mới về trễ như vậy đó. Ba đừng nói vậy. Chắc là mẫu thân của con nhiều việc thôi. Ba đừng nghĩ mẫu thân như vậy. Mẫu thân về rồi. Sao mẫu thân về trễ vậy? Thưa mẫu thân, con mới về. Ừ. Bữa nay quán mẫu thân nhiều khách nên mẫu thân phải dọn quán trễ. À, mẫu thân có mua bánh bao cho con với bà nội nè, con ăn đi. Sao tay mẫu thân lạnh quá vậy? Mẫu thân bị ướt mưa hả? À, hồi nãy quán của mẫu thân có mưa cho nên là mẫu thân hơi bị lạnh chút xíu. Dạ. Bà ơi, bà ăn bánh bao đi. Bánh gì mà lạnh tanh ướt nhẹp vậy? Mẫu thân ơi, hồi nãy do trời mưa cho nên con bất cẩn làm ướt. Mẫu thân ăn đi, mai con mua bánh bao nóng cho mẫu thân nha. Mẫu thân đi vô thay đồ đi, không là bị cảm lạnh đó. Bà ơi bà, bánh ngon lắm đó, bà ăn đi. Sao hôm nay Mai Nương đi lại mà không nghe tiếng bước chân vậy ta? Ủa, sao kỳ vậy ta? Đây là tiền Mai Nương đưa cho mình. Sao bây giờ lại biến thành vàng mã? Mẫu thân con đâu rồi? Dạ, mẫu thân đi làm từ tờ mờ sáng rồi bà. Đi làm gì mà tờ mờ sáng đã ra khỏi nhà, tới tối mịt mới về. Hả ta chắc chắn là có vấn đề rồi. Bà đừng nói vậy. Con nghĩ quán mẫu thân nhiều việc nên mới đi sớm về trễ thôi. Tiểu Hoa. Dạ, chào bá mẫu. Chú có mang ít thịt qua cho hai bà cháu. Chú để đây, trưa nấu cho bà nội ăn nha. Cháu đa tạ thúc thúc. Tiểu Hoa, nhà mình tuy nghèo nhưng không cần nhận đồ của người khác đâu. Con gửi trả lại cho người ta đi. Nhận rồi, mất công mang ơn mang nghĩa nữa. Thưa bá mẫu, con với Mai Nương là chỗ quen biết cũng lâu lắm rồi. Với lại con coi gia đình mình cũng như là nhà của con. Hôm nay con đi chợ thấy có ít thịt, sẵn mua cho Tiểu Hoa với bá mẫu. Con không có ý gì đâu bá mẫu. Cậu à,
nhà này mẹ quá con côi, giờ có đàn ông cho tặng đồ, chỉ mang thêm tai tiếng thôi. Cậu nhận lại dùm đi. Mẫu thân con có ở nhà không? Dạ không. Dạ, mẫu thân của cháu đi làm từ tờ mò sáng rồi, tối mới về. Hai ngày nay mẫu thân con có điều gì bất thường không? Tối hôm trước thấy mẫu thân về khuya, người ướt lạnh, mặt thì tái nhợt, thấy có vẻ buồn lắm. Khi con sờ vào người mẫu thân thấy lạnh lắm. Người ướt, mặt tái nhợt, sờ vào thì rất lạnh. Vậy là nghi ngờ của mình về Mai Nương là đúng. Nếu cô ta thật sự đã chết thì thật tội nghiệp cho hai bà cháu Tiểu Hoa quá. Thúc, sao vậy? Đâu có gì đâu con. Thúc có việc nên phải về trước. Con chăm sóc cho bà nội nha. Dạ. Hôm khác Thúc ghé thăm hai bà cháu. Ừ. Thưa bá mẫu con về. Ừ. Sao tự dưng hôm nay cậu ta lại đến dò hỏi tin tức về Mai Nương như vậy? Cậu ta đã biết chuyện gì rồi sao? Bà sao vậy? Bà ăn đi. Bà ăn đây, bà ăn đây. Mai Nương, Mai Nương, cô mua bánh bao nữa hả? Ừ. Cô lấy mấy cái? Cho tôi hai cái. Cô đợi tôi một chút nha. Nè, tôi để cho cô ba cái luôn nè. Nhà có ba người, lấy hai cái rồi ai ăn ai nhịn. Đa tạ huynh. Huynh cầm đi. Tôi biết cô chết rồi mà. Mai Nương, tôi lại cô tha cho tôi đi mà. Mai Nương Ngọ huynh, huynh đừng sợ, tôi không có làm hại huynh đâu. Nhưng mà cô đã chết rồi, sao không xuống âm ty đầu thai đi mà còn ở đây làm gì nữa? Mẫu thân phu quân tôi thì bị mù, Tiểu Hoa con gái tôi thì còn quá nhỏ. Tôi không an tâm để hai người đó ở lại, nên tôi chưa thể nào đi trình diện được. Nhưng mà bây giờ cô đã là ma rồi, ma và người tách biệt, cô không thể ở cùng với họ suốt được. Tôi biết, nhưng mà làm sao tôi có thể bỏ họ lại được? Nếu như mà bây giờ họ biết tôi đã chết thì họ sẽ như thế nào với sự việc này?
Nhưng mà Ngộ huynh, tôi xin huynh, xin huynh hãy giúp tôi giữ bí mật này. Cho tôi thêm một thời gian nữa thôi, tôi sẽ tìm cách, tìm cách nào đó để hai bà cháu thích nghi khi không có tôi. Tôi hứa lúc đó tôi sẽ rời đi. Tôi xin huynh, Ngộ huynh. Thôi được, nhưng mà cô làm gì cũng phải cẩn thận đó nha. Tôi biết rồi, đa tạ huynh. Chủ quán ơi. Dạ. Cho hai cái bánh bao. Dạ có liền. Dạ đây. Dạ của khách quan. Rồi. Bao nhiêu quan tiền? Dạ hai quan tiền. Đây. Dạ đa tạ. Ủa, hình như trên người của ngươi có rất nhiều âm khí, liệu có phải là ngươi tiếp xúc với những thứ không sạch sẽ không? Ông nói gì tôi không hiểu. Tôi bán bánh bao ở đây thì làm cái gì mà tiếp xúc với mấy thứ không sạch sẽ? Ma nữ, dương gian và âm phủ có sự khác biệt, người và ma không thể sống chung được. Hôm nay ta sẽ đánh người hồn siêu phách tán để không còn phá hoại dương gian nữa. Mai nương, chạy đi. Ngươi Mai nương, chạy đi. Chạy đi Mai nương. Tại sao ngươi không cho ta thu phục ma nữ? Cô ấy tuy là ma, nhưng mà là ma tốt. Ông tha cho cô ấy đi. Nếu mà cô ấy vì lưu luyến gia đình mà không chịu đi, không những hại họ mà còn hại chính bản thân mình nữa. Mỗi người đều có phần số kiếp khác nhau. Cô ấy không đi, coi như là chống lại luật trời. Nhưng mà Mai nương, tôi chỉ giúp cô được bao nhiêu đây thôi, còn lại cô tự lo liệu nha. Nếu như lúc nãy tôi không cứu cô thì hiện tại bây giờ cô cũng giống như tôi vậy. Tỷ là người cứu tôi à? Tỷ cứu tôi sao? Ba hôm trước cũng chính chỗ này đã cướp đi mạng sống của tôi. Cô chưa từng chết nên cô sẽ không hiểu được cảm giác mà âm dương cách biệt như vậy. Vì khi đã chết, mình không thể nào trở về mà chăm sóc cho họ. Người thân muốn gặp lại con cháu đã mất cũng không được. Họ chỉ còn biết thương nhớ trong những kỷ niệm. Nhưng mà người nam mà tôi yêu có người khác rồi. Tôi không muốn sống nữa. Tôi muốn chết.
chết để hai người họ phải ân hận cả đời. Cô chết đi rồi thì người đàn ông kia họ sẽ cảm thấy nhẹ gánh, và họ sẽ được tự do đi đến những chân trời mới. Họ sẽ không tiếc thương gì cô đâu. Chỉ có gia đình cô, họ mới là những người đau khổ nhất. Nếu như muốn người đó phải hối hận, vậy thì cô phải sống thật tốt, để người đó phải hối tiếc khi đánh mất cô. Tị nói đúng, tôi phải sống thiệt tốt, để anh ta phải tiếc nuối. Tôi đa tạ tị. Vậy thì cô mau về nhà đi. Dạ. Bà uống nước đi bà. À, Tiểu Hoa hả con? Con giỏi quá. Từ ngày mắt bà không có thấy đường, cũng may luôn có Tiểu Hoa của bà bên cạnh, chứ không thôi bà cũng không biết làm sao luôn đó. Lúc nào con với mẫu thân cũng ở bên cạnh bà mà, bà đừng lo. Thôi, con đừng có nhắc tới mẫu thân con nữa. Giờ này trong đầu của ả ta không có còn nghĩ tới bà cháu của mình nữa đâu. Kìa bà, mẫu thân của con đi sớm về khuya để kiếm bạc về lo cho hai bà con mình mà. Biết là ả ta có đi kiếm bạc không? Hay là ả ta lại đang hẹn hò với cái gã đàn ông nào khác ở bên ngoài á? Mà nè con, Tiểu Hoa. Dạ. Còn cậu Ngọ mà bắn bánh bao nữa, cậu ta mà đem đồ tới, con không có được nhận nữa nghe chưa? Nhưng mà Thúc cũng là người tốt mà bà. Tốt gì mà tốt? Cậu ta có ý đồ, có tình ý với mẫu thân con đó. Cậu ta tính thay thế vị trí của phụ thân con. Bà nói rồi, đàn ông mà họ tốt là họ có ý đồ hết trơn đó. Bà dạy con có nghe rõ chưa? Dạ con nghe rồi. Tiểu Hoa con nè. Nè con, Tiểu Hoa. Tiểu Hoa. Con đâu rồi? Tiểu Hoa ơi, con còn ở đây không? Tiểu Hoa ơi, con đâu rồi? Ủa? Tiểu Hoa. Tiểu Hoa. Con sao vậy nè? Tiểu Hoa. Tiểu Hoa, có ai không? Cứu với. Cứu với. Tiểu Hoa. Tiểu Hoa ơi, con sao vậy? Chào ngài phán quan. Ngài đi đâu vậy? Ta đi tìm Mai Nương. Cô ta đã chết 3 ngày rồi mà vẫn không chịu xuống âm ti để trình diễn. Biết đâu Mai Nương có nỗi khổ ở trên này nên mới lưu lại ở dương gian. Đằng nào Mai Nương cũng xuống trình diện mà. Cô ta đã chết mà còn lưu luyến nhân gian, cho nên đã phạm luật trời. Sau khi xuống dưới phải trừng phạt thật nặng. Có ma nữ. Mai Nương, người đã chết, tại sao không chịu xuống âm ti để trình diện mà còn lưu lại chốn nhân gian này? Phán quan, ta xin ngài hãy cho ta thêm 3 hôm nữa. Khi xong việc ta sẽ đi xuống trình diện liền. Không được, mau theo ta về địa phủ. Mai Nương ơi Mai Nương, lần này ta muốn tha cho ngươi cũng không được rồi. Thôi thì tùy duyên vậy. Làm ơn, ai đó làm ơn, cứu cháu tôi với. Tiểu Hoa,
Tiểu Hoa bị làm sao vậy má mẫu? Tôi cũng không biết nữa. Nó đang nói chuyện với tôi rồi tự nhiên ngất xỉu luôn. Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, con bị sao vậy Tiểu Hoa? Con bé bị ngất xỉu. Tại sao lại ngất xỉu? Tiểu Hoa, không biết nữa. Tôi vừa đến thăm hai bà cháu thì thấy con bé ngất xỉu nằm trên giường. Ngươi đừng đụng vào con bé. Là ngài hả, đạo sĩ? Sở dĩ con bé bị ngất là vì âm khí tích tụ trên người quá nhiều nên đã hút hết phần dương khí khiến con bé bị ngất. Làm ơn cứu cháu tôi. Chính vì ngươi tiếp xúc với con bé quá lâu dẫn đến cơ thể con bé bị hút hết phần dương khí. Sao tự nhiên tôi cũng thấy mất hết sức lực vậy nè mẫu thân? Nếu ngươi còn lưu luyến mà không chịu rời đi, không những ngươi hại chết họ mà còn hại chính bản thân mình nữa. Hồn siêu phách tán. Hồn siêu phách tán là đạo sĩ? Ngài đang nói ai vậy? Mai nương, mau theo ta về địa phủ để trình diện. Nếu ngươi còn cố tình chống cự thì đừng trách ta không nương tay. Mai nương, ngài nói con dâu ta sao? Đúng, cô ta đã chết 3 ngày rồi mà vẫn chưa xuống địa phủ để trình diện, cũng vì lưu luyến hai bà cháu nhà ngươi đó. Đừng bắt mẫu thân ngân đi. Xin ông đừng bắt mẫu thân ngân đi. Tiểu Hoa, mẫu thân xin lỗi con. Từ nay mẫu thân không thể chăm sóc con và bà được rồi. Không, con không cho mẫu thân đi đâu hết. Mẫu thân ở lại với con như nội. Mai nương, con dâu Thảo của ta, sao số con bạc mệnh như vậy chứ? Ông mẫu trời ơi, ông để tôi chết đi, cho con dâu tôi sống lại. Nó còn con nhỏ cần phải chăm sóc, ông đừng bắt nó đi. Mai nương à, ngươi hãy theo pháp quan xuống địa phủ trình diện đi. Giờ ngươi không thể ở lại dương gian này được nữa. Mỗi người đều có một phần số, không ai chống lại được. Tôi đi rồi thì ai sẽ lo cho họ? Tôi thực sự không đành lòng. Cô hãy yên tâm mà ra đi. Từ lâu tôi đã coi họ là người nhà của mình rồi. Để tôi thay cô chăm sóc cho hai bà cháu của Tiểu Hoa. Kiếp này tôi nợ Quỳnh, kiếp sau tôi sẽ đền ơn Quỳnh. Cô đừng nói như vậy. Tôi coi họ là người nhà của mình. Nếu cô không chê thì tôi xin phép nhận Tiểu Hoa làm con của mình, nhận bá mẫu đây làm mẫu thân của mình. Nếu được vậy tôi đội ơn Quỳnh, tôi đội ơn Quỳnh nhiều lắm. Được rồi Mai nương, ngươi hãy từ biệt con gái và mẹ chồng đi. Tiểu Hoa, từ nay mẫu thân không còn chăm sóc con được nữa. Con phải ngoan, nghe lời của bà và nghe lời dưỡng phụ nha con. Dạ con biết rồi mẫu thân. Mẫu thân, mẫu thân tha cho con bất hiếu. Con không thể phụng dưỡng mẫu thân được nữa. Mẫu thân, mẫu thân hãy tha cho đứa con dâu bất hiếu này. Con dâu hiếu thảo của ta, mẫu thân xin lỗi con. Vì thời gian qua mẫu thân đã hiểu lầm con. Mẫu thân xin con tha thứ. Mẫu thân đừng nói vậy. Mẫu thân bảo trọng. Đi thôi. Đạo sĩ, tôi biết người phép thuật cao cường, người có thể giúp tôi một việc được không? Người cứ nói đi. Tôi muốn dùng đôi mắt của mình đổi lấy ánh sáng cho mẫu thân của tôi. Không, không, Mai nương, mẫu thân không nhận. Mẫu thân không nhận. Nếu mẫu thân có được ánh sáng, mẫu thân sẽ cùng Ngộ Quỳnh chăm sóc cho Tiểu Hoa. Như vậy con cũng an tâm hơn. Đạo sĩ, tôi xin ngài hãy giúp cho tôi. Thôi được. Yeah.
Mai Nương. Mai Nương, ta mẫu thân nhìn thấy con rồi. Bà nhìn thấy Tiểu Hòa rồi. Bà, mau đi thôi, đến giờ rồi. Tiểu Hòa. Dạ mẫu thân ơi. Tiểu Hòa ơi. Mai Nương. Tiểu Hòa ơi. Tiểu Hòa, con nhớ lời mẹ dặn, con phải thiệt là ngoan, nghe lời bà và nghe lời dưỡng phụ nha con. Dạ con biết rồi. Mẫu thân. Mai Nương. Tiểu Hòa ơi. Dạ mẫu thân. Đến giờ rồi, đi. Tiểu Hòa. Đi. Tiểu Hòa. Mai Hòa ơi. Mẫu thân. Tiểu Hòa. Tiểu Hòa ơi. Mẫu thân ơi. Mẫu thân. Mẫu thân ơi. Mẫu thân. Hả? Mẫu thân cứ để đó đi, để con với Tiểu Hoa làm cho. Ừ, được rồi. Bánh cũng vừa chín tới rồi đó. Mẫu thân vô nghỉ ngơi đi. Ừ. Bánh bao đi. Bánh bao nóng hổi vừa thổi vừa ăn đi. Bà con ơi, bánh bao đi. Ngậu huynh. Bánh bao cái nhiều vậy? Một cái một quan tiền. Huynh lấy mấy cái? À, lấy cho hai chúng tôi hai cái. Dạ hai cái. Dạ. Tiểu Hoa. Dạ. Huynh đợi chút xíu nha. À. Dạ. Thơm ha. Thơm thiệt. Xong. Của huynh hai cái đây. À. Dạ. Dạ hai quan tiền. Dạ. À. Nè, gỡ huynh nha. Đa tạ huynh. À. Hai người đi thăm đồng sớm ha. Đa tạ huynh. Tiểu Hoa. Dạ. Giữ cho phụ thân. Bánh bao đi. Thêm bảy. Thêm lấy mấy cái. Cậu lấy cho tôi một cái. Một cái hả? Tiểu Hoa, đưa cho phụ thân. Dạ đây. Của thím một cái đây, một quan tiền. Đa tạ thím. Dạ. Tiểu Hoa. Dạ. Bánh bao đi bà con ơi. Bánh bao đi. Dạ. Dạ dạ. Bánh ngon lấy quá. Lấy cái. Lấy cho tôi một cái. Dạ. Tiểu Hoa. Dạ đây. Dạ. Của huynh một quan tiền. Dạ. Cho tôi gửi. Đa tạ. Dạ đa tạ. Dạ. Tiểu Hoa. Dạ. Bà ơi, nghĩa phụ ơi, mẫu thân con và phụ thân con ở trên trời chắc là vui lắm khi con với bà khỏe. Đúng rồi đó con, song thân con ở trên trời rất là vui khi thấy con với bà vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc như vậy nè. Dạ. Hôm nay là ngày chính kỳ của phụ mẫu. Con và thê tử của con có bày một mâm cơm đạm bạc để cúng phụ mẫu, tưởng nhớ công ơn sinh thành của phụ mẫu. Đạm bạc gì? Dỗ quải của phu phụ nhà mấy người á là cả tuần trăng cô cái gia trang này ăn đó. Dạ thưa mẫu thân. Gì? Dạ hôm nay là ngày chính kỳ của phụ mẫu phu quân con. Con mời mẫu thân thắp nén nha. Sáng sớm à, đừng có làm cho ta bị xui xẻo nghe chưa. Phụ mẫu á là phụ mẫu của mấy người, mấy người cung phụng như vậy là đủ rồi. Còn ta có hay không á để dâng cái nén hương á thì có gì quan trọng, đưa cho ta làm chi. Dạ thưa kế mẫu, mong kế mẫu đừng giận và bỏ qua cho phu thê con. Tại lúc nãy kế mẫu đang ngủ cho nên là con không dám làm phiền tới kế mẫu, cho nên phu thê con mới mạn phép thắp hương trước. Kế mẫu, kế mẫu tha lỗi cho phu thê con nha kế mẫu. Nương tử à. Dạ. Nương tử có gọi kính lễ về không? Dạ, tôi có sai gia nhân đến nhà thầy đồ để kêu đệ đệ về rồi, nhưng mà không biết đệ đệ về có kịp không. Ủa, ai cho quyền mấy người tự tung tự tác trong cái gia trang này? Bộ cái người kế mẫu như tôi nè không có quyền quản thúc phu phụ mấy người hả? Dạ thưa kế mẫu, thê tử con có sai gì á, kế mẫu từ từ dạy bảo. Con mong là kế mẫu đừng tức giận ảnh hưởng tới sức khỏe của kế mẫu. Thằng kính lễ nó còn phải lo ăn lo học,
Sau này á, ba cái chuyện dỗ quải không cần phải kêu nó, hiểu chưa? Dạ, dạ con sai rồi, con xin lỗi mẫu thân. Không dám, ta nào dám trách phu phụ mấy người. Dạ thưa cái mẫu, để con xây gia đình. Qua bệnh báo là vị đệ không cần phải về, để vị đệ ở nhà thầy đồ chuyên tâm học hành. Không cần, chuyện đó để ta lo. Dạ, xin phép cái mẫu, tụi con lui xuống nhà sau. Nương tử. Ngươi đem cái này tới nhà thầy đồ, đưa cho cậu Lễ giùm ta. Dạ. Đứng lại. Đưa đây. Dạ. Đưa đây. Dạ đây ạ. Mày mà bép xép, tao giết mày nghe chưa? Dạ. Đi. Dạ đưa bà cũng đi. Phụ thân ơi, chơi với con đi. A Sủ. Sủ à? A Sủ. Con đừng có rồi. Nghịch như vậy. Ngồi lên đây, ngồi lên đây. Ngoan. Nghịch như vậy làm sao phụ thân học bài được? Không có gì đâu. Phụ thân ơi, tại sao phụ thân ở nhà học mà nhị thúc không ở nhà học vậy? Chắc tại nhị thúc ham chơi nên bà không yên tâm cho nhị thúc học ở nhà, đúng không phụ thân? Sủ à, con không được nói như vậy. Nói như vậy là bất kính với trưởng bối đó. A Sủ chỉ thắc mắc thôi mà. Nè, sáng giờ A Sủ đã qua thỉnh an bà chưa? Dạ có, nhưng bà dữ quá nên A Sủ chỉ thương một tiếng rồi về đây luôn. Hình như bà không có thích A Sủ cho lắm. Không có đâu A Sủ à, chắc là bà đang bực chuyện gì đó chứ không phải bực với A Sủ đâu. Bà thương A Sủ dữ lắm hả? Con đừng giận bà nha. Dạ. Con nè, giờ con ra ngoài chơi đi, để phụ thân còn học bài nữa. Dạ. Ra ngoài chơi đi con, cẩn thận coi chừng té nghe. Dạ. Mình có mệt không? Ta không mệt gì đâu. Có mệt thì vẫn phải học. Ngày mốt ta phải lên kinh ứng thí rồi, cho nên là ta tranh thủ học được bao nhiêu thì học. Mình cứ lo học đi, còn về hành trang thì để tôi lo. Không biết là nhị đệ có kịp về để cùng ta lên kinh ứng thí không nữa. Hôm nay đệ không về, không biết là ngày mai đệ có về hay không. Tôi nghĩ là mẫu thân sẽ có ăn bài mà, mình đừng có lo quá. Ta mong là vậy. Thôi, ta học bài tiếp nha. Dạ thưa cái mẫu, con xin phép cái mẫu cho con lên kinh ứng thí. Đi thi á thì đi cho sớm, chứ kẻo không á trời quá ngọ rồi đó. Dạ. Dạ thưa mẫu thân, dạ phu quân con vốn để kính lễ về rồi cùng đi mà. Thôi, cứ đi trước đi, không có đợi chờ gì hết. Thằng con trai của ta á, mà nó đi trễ, bắt công á lại trễ giờ cậu lai kinh ứng thí thì không nên. Dạ, nhưng mà. Nhưng nhị gì nữa, trước sau gì hai người cũng lên kinh ứng thí rồi gặp nhau mà. Dạ, nếu như cái mẫu đã nói như vậy thì cô xin phép. Dạ thưa mẫu thân, con tiễn phu quân con một đoạn. Tiễn tới đây chưa được nữa hả? Nếu vậy á, tiễn cho đến kinh thành luôn đi. Thôi, cái mẫu nói vậy rồi, nàng đừng tiễn nữa, để ta tự đi. Dạ. Tôi đã chuẩn bị sẵn y phục, lương khô, văn phòng tứ bảo trong đó rồi. Mình đi đường cẩn thận. Ở nhà nếu như cái mẫu có la hay là quở trách gì nè, thì nàng cũng phải cố nhẫn nhịn để đợi ta về.
Em biết chưa? Dạ tôi biết rồi. Ngọc Liên à, nàng ở nhà nhớ Bảo Trọng. Dạ, mình nhớ Bảo Trọng. Ta đi đây. Ngươi là Kính Tâm phải không? Ta là Kính Tâm. Ngươi là ai sao cản đường ta? Hả? Ta là ai ngươi không cần biết. Ngày hôm nay ngươi phải chết. Nè, khoan đã. Ngươi đừng giết ta. Toàn bộ lộ phí này ta sẽ đưa hết cho ngươi. Ngươi giết ta, ngươi đâu được lợi gì đâu. Giết ngươi rồi cũng sẽ có người cho ta ngân lượng thôi. Ai sai ngươi giết ta? Ai chủ mưu? Muốn biết thì xuống hỏi Diêm Vương đi. Ủa Hậu, đi nhanh lên. Hậu à, sao ngươi ở đây vậy? Cậu Kính Tâm, cậu có sao không vậy? Ta không sao đâu. Ủa mà sao ngươi lại ở đây? Từ ngày ông mất á, con xin bà ra đây nè coi mộ cho ông. Mà bữa nay con vô tình đi ngang thì con nghe cậu la lên, lỡ mà cậu xảy ra chuyện gì á chắc sau này con không còn mặt mũi đi gặp ông luôn đó cậu. Ta không sao, cứ yên tâm đi. Dạ dạ. Ủa mà sao lạ vậy? Ta không gây thù chuốc oán với ai mà lại có người muốn hãm hại ta chứ? Cậu biết ai là người đứng sau chuyện này hay không? Nhưng mà bây giờ chuyện quan trọng là phải đưa cậu đến nơi bình an. Không ấy, cậu đưa tay nãy cho con đi, để con nói với bà là cậu bị té xong rồi, chỉ còn tay nãy này thôi. Vậy còn hắn? Hắn không sao, cứ để con lo đi cậu. Để sau này con có bằng chứng vạch trần bà Mai. À không, kẻ đứng sau chuyện này đó cậu. Cậu đi nhanh đi cậu. Đa tạ ngươi nhiều lắm. Dạ dạ. Tâm sự giờ ngươi. Dạ. Ta đi đây. Dạ. Mợ ơi, bà ơi. Mợ ơi, bà ơi, chết rồi. Chết thiệt rồi. Ủa gia đình, chuyện gì vậy? Chuyện gì mà ngươi khóc la thê thảm vậy? Dạ, con phát hiện cái tay nải dưới bờ sông đó bà ơi. Cái tay nải này là của phu quân tôi mà. Dạ đúng rồi. Rồi Quỳnh ấy đâu có biết bơi, Quỳnh ấy ra bờ sông làm gì? Dạ con ra ngoài con không thấy cậu đâu hết trơn á. Con nghe người dân xung quanh nói là tranh chấp cái gì với ai á, rồi lọt xuống sông chết rồi mợ ơi. Trời. Mợ ơi, mợ ơi, mợ. Mợ ơi, mợ. Mợ có sao không mợ? Cái gì vậy hả? Dạ bà. Cái chuyện gì á mà ôm ôm ấp ấp, đầy tớ không ra đầy tớ, chủ không ra chủ, làm vậy có coi được hay là không? Dạ 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 mợ, mợ nghe tin mà cậu mất á, mợ ngất đi đó bà. Dạ. Rồi ôm ấp như vậy đó hả? Ở trong căn nhà này quốc có quốc pháp, gia có gia quy, không phải muốn làm gì làm cái chưa? Dạ. Đầy tớ nhà này hầu gái có mà, có thiếu đâu. Con mót con sen đâu rồi? Dạ mong bà suy xét. Dạ bà gọi dạ, con. Dạ bà gọi con. Thấy mợ tụi bay xỉu không? Tại sao đứng đó ngó? Đưa mợ bay về phòng. Dạ. Dạ. Lẹ. Đi mợ. Đi mợ. Xỉu hết chỗ xỉu. Lửa ngáy nhà trên mà xỉu vậy à? Còn ngươi nữa. Dạ. Chuyện sao? Kể cho ta nghe. Kính Tâm sống hay chết, còn ngươi thì biết cái gì? Dạ. Dạ. Chuyện làng vậy để con kể cho bà nghe. Dạ chuyện làng vậy đó thưa bà. Dạ. Lui đi. Dạ 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 thưa bà con đi. Người đâu? Dạ có con. Sáng sớm mai qua bên nhà thầy đồ giao cái lá thơ này cho cậu ba. Nhớ là giao tận tay cho cậu ba nghe chưa? Dạ thưa bà. Ừ, lui đi. Dạ. Kính lễ con,
Kính Tâm đã lên đường lai kinh nướng thí. Con không cần trở về nhà mà hãy từ nhà thầy đi thẳng lên kinh thành để tiết kiệm thời gian. Huynh trưởng của ta đã lên kinh ứng thí rồi sao? Dạ phải, thưa cậu. Hồi nãy có nhắn gì với ta không? Dạ không cậu. Không lý nào. Huynh trưởng lại âm thầm lên kinh một mình mà không đợi ta về. Thôi được rồi, ngươi về nói với mẫu thân ta, ta sẽ làm theo lời của mẫu thân. Ngày mai ta sẽ lên kinh ứng thí. Dạ thưa cậu, con đi. Mẫu thân ơi, phụ thân chết rồi hả? Không không không, phụ thân con chưa chết đâu. Phụ thân của con chỉ là bị rớt xuống sông, té xuống sông thôi. Mẫu thân sẽ sai gia đình xuống sông tìm phụ thân con chưa chết đâu. Chỉ bị rớt xuống sông thôi. Cái gì vậy? Cái gì mà sáng sớm sờm vậy hả? Dạ mẫu thân, mẫu thân cho phép con sai gia đình tìm phu quân con nha mẫu thân. Ngọc Liên à, phu quân con đã chết rồi. Phận làm kế mẫu như ta, ta cũng đau lòng lắm. Nhưng mà bây giờ con nghĩ đi, bỏ tiền bỏ bạc ra sai người lặn xuống sông tìm xác phu quân con, lỡ họa vô đơn chí rồi thêm người chết nữa, thì có phải gia đình ta mang tội thêm khổ không? Thôi nghe ta nói nè, người chết á thì cũng đã chết rồi, đừng có đau lòng quá mà tổn hại đến sức khỏe nha con. Mẫu thân, vậy mẫu thân cho phép con mời thầy tụng kinh siêu độ cho phu quân con nha mẫu thân. Thôi nha, đừng có thấy ta thương cảm mà làm tới nha. Mời thầy về đâu đây? Bữa trước đã tốn tiền tốn bạc để làm cúng kỵ rồi, rồi bây giờ rồi rước thầy về hả? Vàng bạc ở đâu mà ra hả? Của nhà ngươi à? Chỉ cần mẫu thân đồng ý, mẫu thân cho phép, còn bạc con sẽ tự tìm cách xoay sở mà mẫu thân. Không có chuyện đó, ta còn chưa chết. Nó phận làm con mà chết trước ta là mang tội bất hiếu, ở đó mà đòi làm ma chay với tang chế. Còn mày nữa, rồi quẻ cho ta chết à? Nhìn mặt khó luôn á. Ây da, đau con quá bà ơi. Mẫu thân ơi, sự của làm gì Phật lòng mẫu thân là do con dạy dỗ không tốt. Mẫu thân đừng có trách nữa nha mẫu thân. Con xin lỗi đi con. Dạ con xin lỗi bà. Con xin phép mẫu thân. Rủi nó đi báo quan thiệt, thế nào cũng sẽ ảnh hưởng đến ta. Vậy chi bằng ta tiên hạ thủ về cường, trừ khử luôn nó. Dạ bẩm quan, sự tình là như vậy. Dạ mong quan thẩm tra giúp con. Chứ con thấy rõ ràng á là con Ngọc Liên với thằng Hậu ôm ấp nhau, trong khi á phu quân nó mới lên kinh thôi mà. Ngươi á chỉ toàn là nói những lời chót lưỡi đầu bôi thôi, không có một chút bằng chứng nào cả. Mà nó đã không có bằng chứng thì làm sao mà ta điều tra được? Dạ con biết con làm như vậy á là khó cho quan lắm, nhưng mà phận con á là dân đen ngu muội, con thấy sao thì con nói vậy. Dạ mong quan thương tình làm chủ cho con trai của con ạ. À, cái chuyện này thì dạ con nghĩ chắc chuyện này không khó đâu ạ. À, cái chuyện này thì ta khó nói lắm. Dạ còn khó hả? Khó lắm á. Dạ chắc hết khó rồi hả quan? Được, ta nghĩ là chắc được rồi đó. Dạ. Cũng không khó lắm đâu. Dạ trong sự con nhờ quan giúp ạ. Được rồi, thôi đi theo ta. Dạ. Cho ta hỏi, trong cái nhà này á, ai là Ngọc Liên? Mau mau ra đây cho ta gặp. Dạ bẩm quan,
Con là Ngọc Liên à? Ngươi là Ngọc Liên? Dạ. Đám các ngươi đừng có thấy mỹ nữ mà lơ là công vụ. Mau giải ả ta về quyền đường. Dạ. Để cho ta xét xử. Dạ. Dạ bẩm quan, con tội gì ạ? Tội gì hả? Tội gì à? Cứ về quyền đường đi, ta xét xử rồi ngươi sẽ biết. Lên. Dạ. Giải ả đi. Đi. Mà ơi. Mà ơi. Đi. Mà. Mà ơi mà. Phu nhân. Dạ. Cứ yên tâm, ta sẽ tra ra mọi việc. Ừ, để trả lại công bằng cho con trai của bà. Dạ, đội ơn quan ạ. À. Dạ, quan đi đường mạnh giỏi. Thôi, ta đi đây. Dạ. A Sủ đâu? Dạ, bà gọi con. Mày ăn cắp cái vòng ngọc của bà, bây giờ đi ra khỏi nhà bà ngay. Đi. Quan cho con quá, con có lấy cái gì của bà đâu. Bà đuổi con ra khỏi nhà rồi con biết đi đâu giờ hả bà? Mẹ của mày tư tình với gia nhân, hại chết cái thằng con trai của tao. Còn mày á, chưa chắc là huyết thống của Lưu gia này. Đi. Mẫu thân con không có tư tình với nam nhân khác nào cả. Bây giờ còn đứng đây trả treo với bà phải không? Được, mày không đi á thì đừng trách tại sao là bà độc ác, nghe chưa? Bay đâu? Dạ, thưa bà. Kể từ giờ phút này, cái con A Sủ này mà bước chân vô nửa bước trong cái gia trang này là mày đập què giò nó cho tao. Nó mà không què giò là tao đập què giò của mày, biết chưa? Dạ. Con à, hay là con cứ đi đi. Con tìm nơi nào mà nương náu. Chứ giờ con ở đây, con khổ mà ta cũng khổ. Nhưng mà tôi biết đi đâu bây giờ. Con đi đâu cũng được. Ra ngoài còn đỡ hơn là ở trong nhà bị bà đánh đập. Tôi đi nha. Con đi mạnh khỏe nha. Con đi mạnh giỏi nha. Phu nhân cho con hỏi một cái. Tại sao phu nhân về mà lại không báo cho đại nhân để đại nhân ra rước phu nhân vậy? À, hay là phu nhân định tạo bất ngờ cho đại nhân đúng không? Người đó nha, được cái là lanh mồm lanh miệng thôi à. Thật ra ta cũng không muốn làm kinh động tới phu quân ta. Mỗi lần báo cho đại nhân lại giống trống khua chiêng, giọng lọng cờ đào ra đón ta. Ta không muốn làm phiền tới dân chúng. Đại nhân có làm như vậy á là cũng vì thương phu nhân. Với lại quan huyện cũng muốn cho tất cả mọi người biết phu nhân chính là người mà quan huyện thứ nhất đó mà. Chắc á, lần này về ta phải tìm cho ngươi một mối duyên để ngươi được thương yêu giống như ta. Phu nhân. Phu nhân, hình như có ai nằm ở đó. Dạ. Đâu coi thử. Phu nhân. Dạ, để con đỡ cho phu nhân. Là một cháu bé. Con đói quá. Đây nè, ăn bánh đi con. Dạ. Ăn đi con. Ăn từ từ thôi, ta còn nhiều bánh lắm. Dạ. Ăn đi con. Ăn đi con. Ăn từ từ thôi, có chừng nghẹn đó. Ăn đi. Ăn chậm ăn chậm thôi. Từ từ thôi con. Từ từ thôi nha. Con cảm ơn bà. Rồi rồi, không có gì. Bây giờ ta hỏi con nè. Dạ. À, con là con ai? Nhà con ở đâu? Phụ mẫu con là ai? Tại sao con lại đi một mình và ngất xỉu ở đây vậy? Con tên là A Sủ. Phụ thân con chết rồi. Mẫu thân con thì bị quan huyện bắt đi. Bà nói con là nghiệt chủng. Bà đuổi con ra khỏi nhà, cho nên con không biết đi đâu hết. A Sủ ngoan, A Sủ đừng có buồn. Mà quan huyện con nói có phải là quan huyện trong cái vùng này không? Dạ. Coi như là số con may mắn.
gặp được phu nhân là con có phước lắm á. Biết đâu phu nhân có thể giúp được con thì sao? Để ta giúp con. Ừ. Đứng dậy đi con. Đi. Phu nhân, phu nhân, ả ta tới rồi kìa. Ừ. Dạ bẩm phu nhân, thuộc hạ đã đưa tội phạm Ngọc Liên tới ạ. Vậy có hai người xong rồi. Hai người lui đi. Phu nhân muốn thẩm vấn riêng ạ. Nhưng sao? Đến lời của phu nhân mà các ngươi còn dám trái lệnh sao? Dạ 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 không, thuộc hạ không dám ạ. Thuộc hạ xin phép cáo lui ạ. Phu nhân, giờ mình làm gì phu nhân? Người đi ra cánh cửa cho ta. Nhưng... đi. Đi. Người đi theo ta. Con ra đây đi. Mẫu thân, con nhớ mẫu thân lắm. Sủ, con sao vậy? Sao con ốm quá vậy? Tại sao con lại ở đây hả con? Mẫu thân ơi, bà đuổi con ra đường. Mấy tháng này con đi ăn xin khắp nơi. Cũng may có phu nhân đây cứu con, chứ nếu không là con chết đói rồi. Đội ơn phu nhân đã cứu con của dân phụ. Hai mẫu tử không cần đa tạ đâu. Hãy ngồi lên đây. Giờ hãy kể tường tận mọi chuyện cho ta nghe. Nhưng phụ không biết nên kể từ đâu nữa. Hay là cô nương hãy kể chuyện cho ta nghe, tại sao cô nương lại bị bắt vào đại lao này? Ngày hôm đó, sau khi mà dân phụ tiễn phu quân lên kinh thì hay tin là chàng ấy gặp nạn. Dân phụ còn đang xin mẫu thân cho người đi tìm chàng, thì đột nhiên quan lão gia kéo người đến rồi bắt dân phụ. Chuyện là như vậy đó. Cái lão này lại nhận hối lộ của dân rồi. Vậy ngài ấy có dụng hình bất cung cô nương không? Khổ cho cô nương rồi. Mẫu thân ơi, làm sao con cứu mẫu thân bây giờ? Con phải đi kêu quan, kêu quan giúp mẫu thân. Không được, ngài ấy đã nhận hối lộ của dân, chắc chắn ngài ấy sẽ không lật lại vụ án này đâu. À, vậy con sẽ đi kêu quan với một ông quan khác. Nhưng mà con biết đi kiếm một ông quan khác ở đâu bây giờ? Ta vừa mới hay tin là Trạng Nguyên và Bản Nhãn của năm nay là người của huyện này sắp về đây dinh quy bái tổ. Hai mẫu tử hãy thử xem. Dạ được. Vậy thì mẫu thân sẽ viết cho con một bản cáo trạng. Con đi gặp quan trạng kêu quan giúp mẫu thân nha. Dạ. Ê mày, không hiểu sao á, hai ông quan này lạ ghê. Vinh quy bái tổ về làng mà không có giống trống khua chiên, giỏng lộng cờ đào gì hết. Người ta là quan, người ta thích, mày cản được sao? Chúng ta đi thôi huynh. Quan quá quan ơi, xin quan minh quan cho con. Cha mẹ của con với. A Sửu, sao con ở đây? Thúc thúc nè. A Sửu, phụ thân đây. Sao con ở đây vậy? Phụ thân ơi, phụ thân. Phụ thân còn sống vậy mà. Người ta nói tế xong chết rồi. Phụ thân không sao đâu con. Phụ thân còn sống mà. Sao vậy A Sửu? Có chuyện gì? Hãy kể cho phụ thân nghe đi A Sửu. Phụ thân hiểu rồi. Cô đứng lên đi. Nhanh. Dạ. A Sửu à, con phụ thân đi rồi. Không sao đâu con. Dạ. Mình đi. Dạ. Đi con.
Trời ơi, ta sắp chết tới nơi rồi mà nàng còn ở đây uống trà. Sao mà lúc trước á chàng nhận hối lộ, lúc đó sao không sợ chết đi? Ta làm tất cả cũng vì nàng thôi mà. Im đi, đừng bao giờ chàng nói là vì ta. Vì ta rồi để chàng làm những cái chuyện trái với luân thường đạo lý à? Chàng còn nhớ trước đó thiếp đã nói với chàng, ta không quan tâm chàng làm quan được bao nhiêu phẩm, ta cũng không quan tâm chàng làm mỏng lọc nhiều hay là ít, ta chỉ cần chàng làm một vị quan tốt, làm một vị quan thanh liêm. Chàng có làm được không? Bây giờ thì sao? Chàng lại nhận hối lộ, chàng lại đẩy người dân vô tội ở tù mấy tháng nay nữa, chém chàng cũng đáng lắm đó. Phu nhân, ta biết ta sai rồi. Phu nhân, giúp ta lần này thôi. Nàng không giúp ta, ta bị mất đầu đó. Bây giờ không ai cứu được chàng hết. Nếu mà chàng muốn được giảm nhẹ tội thì ta chỉ có một cách này thôi. Cách nào hả phu nhân? Đó, chàng cứ vậy mà làm đi. Ủa, tại sao ta phải đi tìm hắn? Chàng có nghe ta không? Nghe, ta nghe, ta nghe. Ta hiểu rồi, thôi ta đi nghe. Dạ bẩm hai vị đại quan. Dạ, hạ quan bất tài, có một vụ án cỏn con mà không xử lý được, khiến nhiều người bị hàm quan. Mai thay có hai vị quan trạng về binh quan cho người dân ạ. Mẫu thân. Sử phu quân. Đương tử. Phu quân, tôi không nghĩ là, tôi không nghĩ là mình còn sống. Phu quân. Ta không sao, nàng vẫn khỏe chứ? Nàng đợi ta một chút. Dạ, bẩm hai vị quan trạng, phu quân của ta ngu dốt, nhờ phước đức của tổ tiên mới có thể làm được chức vị quan huyện nhỏ bé này. Không tài không đức nên mới làm ra những chuyện hàm hồ này. Dạ, đây là hết thảy số vàng mà phu quân của ta đã nhận, phu thê ta xin trao trả lại. Mong hai vị quan trạng hãy thương tình mà xét xử nhẹ cho ạ. Tội nhận hối lộ làm sao xử nhẹ được? Dạ bẩm, ta biết là tội hối lộ không thể nào xử nhẹ được, nhưng mà phu quân ta đã biết lỗi nên đã cho người đi bảo vệ nhân chứng quan trọng của vụ án này. Người đâu, đưa lên đây. Hậu. Dạ, con chào nhị vị đại nhân. Thật may mắn khi con giữ được cái mạng này để đợi hai vị trở về ạ. Phu quân à, phu nhân đây có ơn cứu mạng tôi và A Sử. Dù đại nhân bắt tôi ngồi đại lao mấy tháng, nhưng hắn ta không có dùng hình hay là hà khắc gì với tôi hết. Tôi xin mình nghĩ tình tôi, xử nhẹ tội cho họ. Không được, chiếu theo quốc pháp phải bãi chức, lưu đày biệt xứ. Dạ, xin cho dân phụ chịu tội cùng phu quân. Thôi được, nể tình ngươi lấy công chuộc tội, ta sẽ cắt chức cho ngươi, cho làm dân thường về quê sinh sống. Dạ, dạ, dạ. Xin đổi ơn quan. Dạ. Thưa huynh trưởng, chúng ta còn một vụ án nữa cần xét xử. Kính lễ. Con, thôi, đừng lại mẫu thân nữa. Con về kịp thời lắm rồi. Bắt hết mấy người này cho mẫu thân, nó dám vu khống mẫu thân, nó bôi nhọ danh dự của mẫu thân đó con. Cho tụi bay chết. Mai thị ở trước công đường, con không mau quỳ xuống. Ta là mẫu thân của con mà.
bổn quan đã tạ tội với bà. Bây giờ ta phải làm tròn chức trách nam nhi đại trượng phu, nợ nước trước tình nhà. Con quỳ xuống. Con dạ bẩm quan, bà ta nói rằng quan, à không, ý là con của chồng bà ta không biết bơi, chỉ cần đánh ngất rồi đẩy xuống sông. Quan lớn dù có hỏi thì đó cũng chỉ là gặp nạn mà thôi. Bay làm tốt. Dạ. Bà thưởng thêm. Dạ. Phần của bay nè. Dạ. Đa tạ bà. Xong hết rồi phải không? Dạ. Dạ bà. Bay giỏi lắm. Dạ. Đây nè, bà thưởng cho nè. Dạ. Bay về quê mà sống nghe chưa? Dạ con đội ơn bà. Mai Thị, bà có lời gì để biện minh nữa không? Dạ. Dạ bẩm quan, tất cả đều vu khống cho tôi. Đúng là tôi có bỏ tiền ra để tôi thuê cái tên giáp này, nhưng mà tôi thuê nó để bảo vệ thằng con trai của tôi là Kính Tâm. Ai ngờ nó nổi lòng gian tham, giết người cướp của cho tôi không hề thuê nó. Còn tên kia là tôi thấy nó có lòng trung thành, lại có công báo tin, cho nên tôi thưởng nó chút công vậy thôi. Đơn giản là vậy, bởi người vu khống cho tôi. Vậy việc hối lộ quan huyện bắt giam Ngọc Liên, bà giải thích thế nào? Quan huyện đã nhận tội rồi, và chính ông ta đã tố cáo bà. Thì thật ra là tôi có hối lộ, nhưng mà chẳng qua là vì con trai của tôi thôi. Tôi mong cho con trai của tôi sớm được minh quan vậy thôi. Vậy còn A Sửu, tại sao bà lại đuổi một đứa bé ra khỏi nhà? Tại vì nó ăn cắp cái vòng ngọc của tôi mới đuổi nó. Ăn cắp mà. Có phải cái vòng này không? Lúc lính đến nhà đưa bà tới đây, ta cũng đã cho người lục xét và tìm thấy cái vòng này ở nhà bà. Mai Thị, ta khuyên bà đừng chối cãi vòng do nữa. Dám làm thì dám nhận đi. Bẩm quan, rõ ràng là Kính Tâm nó vẫn còn sống, Ngọc Liên, A Sủ nó vẫn còn sống. Vậy thì xử tôi tội gì? Nói là tôi tội thuê người giết họ. Ủa, họ còn sống mà, vậy tại sao bắt tôi tội đó được? Nếu có chăng là bắt tôi tội hối lộ đi thì còn hợp tình hợp lý. Họ còn sống là do mạng của họ lớn. Chính vì mạng của họ lớn nên bà mới thoát khỏi tội chết. Nhưng mà âm mưu giết người hại người khác, hòng chiếm đoạt gia sản là tội không thể tha. Chiếu theo quốc pháp, đánh một trăm heo. Quang Thúc thúc, con xin thúc thúc. 100 heo thì làm sao bà của con chịu nổi? Hay là thúc đánh con đi? Da thịt con dày lắm, con không sợ đau đâu. Thúc đừng đánh bà của con. A Sửu, phải đó. Hay là để đánh tôi luôn đi. Tôi chịu tội thay mẫu thân được mà. Để đừng có đánh mẫu thân. Tẩu tẩu, quốc pháp không có quy định được chịu phạt thay. Tam đệ, đệ muốn xử theo quốc pháp cũng được, nhưng mà đệ cũng phải để cho tôi làm tròn hiếu nghĩa chứ. Đệ cứ để cho tôi chịu phạt thay mẫu thân đi. Tôi chịu phạt thay mẫu thân được mà. Mai Thị. Dạ. Bà là người đàn bà độc ác, bù sâu kế độc, khát máu tanh lòng. Quốc pháp có thể tha cho bà một mạng, nhưng luật trời thì không. Hôm nay ta tới đây, ta bắt bà phải đền tội. Thiên Lôi bất giận, nếu nhất thiết phải lấy mạng, con xin được chết thay mẫu thân. Kinh Tâm. Thưa Thiên Lôi đại nhân, nếu như một người không đủ thì còn có tôi là huynh trưởng. Tôi xin được chết thay cái mẫu của tôi. Kinh Lệ, Không thể tha thứ được. Thiên Lôi đại nhân, người ta nói nuôi con mình đã khó, nuôi con người khác càng khó hơn nữa. Trên đời này có mẫu thân nào mà lại không muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con ruột của mình chứ. Tôi xin đại nhân, hãy tha cho mẫu thân tôi một lần, cho bà cơ hội để hối cải. Hắn sinh thì ta có thể hiểu, còn các ngươi bị bà ta hại mà không biết, tại sao phải sinh? Thưa Thiên Lôi đại nhân, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Người nhà tôi chết, sao chúng tôi có thể đứng đó mà không cứu được chứ? Thưa Thiên Lôi đại nhân. Thôi được rồi, thương tình các con của người hiếu thảo, hôm nay ta tha bà một mạng. Nhưng dạ, nhớ
từ nay trở đi không làm chuyện ác nữa. Dạ. Ông trời có mắt, nhìn thấy rõ hết đó. Dạ. Ngươi có thể tránh được luật trần gian, nhưng không thể nào tránh được luật trời đâu, hiểu chưa? Dạ. Đội ơn Thiên Lôi đại nhân. Đội ơn Thiên Lôi đại nhân. Ngài biến mất rồi. Đâu rồi? Kế Mẫu. Con Ngọc Liên, anh Sửu, tôi xin lỗi. Ba, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Không, đây rõ ràng hơn cái giọt máu đào. Được nhiều không mày? Dạ, tôi có bắt được cả đó. Kìa. Nè anh Thông, trả lời câu hỏi của ta, ta sẽ cho huynh bánh. Hỏi gì? Hỏi đi. Chuyện gì mà do mẹ mới làm được? Thì đẻ ra voi con chứ gì. Ta hỏi được không hỏi huynh. Thì Điềm chỉ nói, ai trả lời được thì có bánh. Chứ Điềm đâu có nói ai là người trả lời đâu, đúng không? Đúng rồi đó. Vậy ta đố huynh, người chết nghĩ gì? Bị thở. Miệng bò mà không phải miệng bò là cái gì? Là con ốc. Vậy giờ tới lượt tôi đố Điềm nè. Trên lông dưới lông, tối lông là một, là cái gì? Đố bậy mày. Mày bậy thì có, là con mắt, thấy chưa? Coi chừng tôi mét thầy. Điềm đi ăn hiếp người ta á. Ủa, tôi ăn hiếp ai đâu? Nè, tôi ăn hiếp được hồi nào? Biết người ta không thông minh như Điềm mà còn đố khó người ta, vậy không phải là ăn hiếp hả? Ta không thèm nói chuyện với mấy người nữa. Không giữ như Điềm, mai mốt không có ai lấy đâu. Ăn từ từ thôi. Tự nhiên mày thở dài. Chắc có mình tao thở dài à. Tao thở dài vì tao hết bạc. Còn mày? Chắc mày nghĩ tao có bạc. Lo. Đây là lệnh của đại nhân. Mọi người nghe đây. Các người biết đây là con gì hay không? Con vịt. Là con vịt. Nói lần nữa. Con gì? Con vịt. Con vịt đực. Hôm nay ta đến đây là truyền lệnh của huyện lệnh đại nhân, là ngươi phải nuôi con vịt đực này cho đến khi nó ăn hết hai bao lúa này. Nếu như nó chưa đẻ trứng thì các ngươi phải nộp xu thuế gấp đôi. Dạ, bẩm ngài. Ngài có thể bẩm với quan phủ đại nhân là chuyện này đâu có làm được. Ông nín liền. Ông dám cãi lệnh quan trên hả? Tôi không có cãi lệnh quan trên, nhưng mà đây là con vịt đực. Con vịt đực nó thì... Ông dám chống lại lệnh của triều đình? Ông nói quan trên vô lý đúng không? Không có dám nói. Tóm lại, hai tuần trăng nữa, nếu như con vịt này chưa đẻ trứng thì cả làng của nhà ngươi phải nộp xu thuế gấp đôi đó, biết chưa? Trời ơi, nhưng mà ngài ơi. Mày đâu? Về. Dạ. Rồi sao mà được? Vậy giờ làm sao đây? Vịt đực làm sao mà nó đẻ? Sao mà đẻ được? Nhưng vịt đực làm sao mà đẻ trứng được? Thì đúng rồi. Hay là mình lấy thóc này mình xay ra nấu cháo, với lại làm thịt con vịt này để cả làng ăn. Trời ơi. Ông đừng có để ý nó. Nó nói bậy á. Ừ. Ông cứ cho con vịt ăn đi, để cho nó đẻ trứng. Trời ơi, con vịt đực sao đẻ trứng được? Làm sao vịt đực đẻ trứng được mà nuôi? Đúng ăn rồi. Đi cho rồi. Trời đất ơi, không có được con ơi. Quan bắt tội đó. Ăn rồi, quan bắt tội sao? Quan bắt tội sao con? Nếu như quan không bắt tội tao thì mày thua cái gì? Ủa, vậy là con có cách để cho quan không bắt tội dân làng, phải không con? Dạ.
Nếu mà con làm được như vậy thì con muốn cái gì ông cũng thưởng cho con hết á. Thật hả ông? Thật. Tụi con chỉ muốn một bữa ăn no thôi. Tại lâu lắm rồi tụi con chưa được ăn no lần nào. Không phải một bữa con, mà 10 bữa cũng được đó con. À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mình ăn no rồi. Dạ bẩm quan. Sao rồi? Dạ tụi con đã làm theo lệnh của quan, là đem một con vịt đực và 2 bao lúa qua cho trưởng làng rồi ạ. Và không quên dặn là đúng ngày, đúng giờ, đúng tháng là phải đem trứng giao nộp cho quan à. Ờ vậy thì tốt rồi. Ủa vậy là hết rồi hả? Dạ vậy là hết rồi đó quan. Trời ơi đồ ăn hại à. Là ăn vậy, cái quan trọng là ta muốn cái khúc sau. Cái khúc sau đó rất là quan trọng, ta muốn nghe. Ủa quan ơi, làm ơn cho con hỏi là con kém thông minh đó quan. Cho con hỏi khúc sau là khúc nào vậy quan? Ờ cái khúc sau á là cái khúc á mà khi mà lệnh quan đưa xuống á, dạ, dân trong làng có ai cãi lại hay không, hoặc là có ai đưa ra lý lẽ gì hay không. Dạ hiểu chưa? Không lẽ nguyên dạ, trong làng này ai cũng ngu hết, là họ tin rằng con vịt đực có đẻ ra trứng hả? Ý trời ơi. Dạ con nghe lời của quan, con vội vã qua đó. Con thông báo xong rồi con lật đật con chạy về đây. Mà con không để ý gì hết trơn á quan. Trời ơi thiệt tình à. Dạ quan, con có một ý này nè quan. Sao? Không ấy, giờ con chạy ra ngoài. Chi? Con nghe ngóng tình hình. Ừ. Rồi con về con bẩm với quan ạ. Thôi khỏi, không cần nữa đâu. Ta biết rồi đó. Ha, được rồi. Ngươi sắp sửa chuyển việc đi cắt cỏ cho ngựa rồi đó. Tôi lui ra sau đi. Dạ lui ạ. Ê, sai có chút việc cũng không xong nữa. Mà nhà vua muốn tìm nhân tài, mà không lẽ trong làng của ta không có nhân tài sao? Cháo ngon cọ. Ngon không? Thịt vịt này ăn ngon đó. Mọi người ăn nhiều vô nha. Mọi người vui không? Dạ vui. Ăn đi. Ừ, ngon quá ha. Dạ. Ừ. Công nhận thịt vịt này ngon thiệt á. Ông. Nhưng mà sao ông lo quá con à? Ông cứ vui vẻ đi, mọi việc cứ để con lo. Để con lo hả? Mà con lo làm sao hả con? Chứ ông thấy cái này đứt đầu như chơi đó con. Đâu có giỡn được đâu. Dạ. Ông trông chờ vào con nghe chưa? Dạ. Rồi ăn đi. Mọi người ăn đi, ăn đi. Dạ. Ê, tao không hiểu nha. Sao ông quan này cứ đòi trứng vịt hoài à? Mà tao thấy ổng cũng đâu có phân biệt được trứng vịt nào với trứng vịt nào đâu. Hay là mình dùng cái đó cho gọn đi. Thằng với này. Lại tao thấy đi tới quan phủ mà không có đem cái gì hết. Tao thấy cứ lo sợ sao á mày. Sao mày ngu quá vậy? Mày nghĩ nhà quan thiếu trứng vịt hay gì mà ổng phải bắt mình tốn công nuôi con vịt đực cho tới khi nó đẻ trứng? Ờ đúng rồi, cái nhà này chắc chắn là không thiếu gì trứng vịt. Vậy ông bắt mình nuôi con vịt đực cho tới khi nó đẻ trứng để làm gì? Ông cố tình làm khó mình chứ gì. Mày thông minh ra rồi đó. Thiệt hả? Ừ thiệt. Ủa vậy tiếp theo mày làm gì? Mới khen mà té ngang rồi. Bây giờ mày không cần làm gì hết á. Để tao. Dạ quan cho gọi con à. Sao rồi? Đã tới ngày rồi, có ai đem nộp trứng vịt hay không? Dạ quan dặn dò tụi con đã làm rất kỹ lưỡng, quan cứ yên tâm mà. Dạ con mời quan. Ra ngoài kia coi có mấy đứa nhỏ nào khóc vậy. Dạ quan. Hai đứa mày khóc lóc cái gì? Quan ức cái gì?
Ta muốn gặp quan. Muốn gặp quan đúng không? Dạ. Đi vô trong. Đi. Khóc lóc ỉ ôi à. Tới đây mày trò hả? Thôi đến đi. Vào đây, vào đây. Dạ bẩm quan. Nè, hai đứa trẻ kia, tại sao đến trước sân phủ quan mà khóc lóc vậy? Bẩm quan, phụ thân không chịu sinh em cho con. Con có một mình nên bị người ta ăn hiếp. Ủa, mày có phụ thân hả? Dạ đúng rồi đó quan. Nó tội lắm quan. Quan kêu cha nó để em cho nó đi quan. Cái gì? Tụi con nói mắc cười quá. Phụ thân tụi con là đàn ông làm sao mà sinh được. Dạ đúng đó quan. Nè, tụi con giỏi đó. Tụi con nói mẫu thân tụi con sanh em cho tụi con đi ha. Vậy đàn ông không để con được hả ông? Thì dĩ nhiên rồi. Đàn ông là giống đực làm sao sanh được. Là vậy. Nè, khi nào muốn sanh đó thì heo nái nè, gà mái nè mới sanh trứng sanh con được chứ. Vậy dịch thì sao ông? Dịch đực có để trứng được không? Thì dịch đực sao sanh được con. Quan nói rồi đó, dịch đực không có để trứng được. Vậy quan đừng có bắt làng con nuôi con dịch đực cho tới khi nó đẻ trứng. Ta hiểu rồi. Rồi dịch đực sao sanh được con. Vậy là con về, con nói phụ thân con á là lấy con vịt đó nấu cháo ăn đi chứ để làm chi. Làng con ăn con vịt đó lâu rồi. Hả? Ăn rồi hả? Dạ, bữa nay tới ngày hẹn cho nên con tới bẩm quan vậy thôi. Vậy con xin phép quan cho hai tụi con về. Khoan đã. Đứng lại. Khoan đã. Vô đây. Vô đây ngồi với ta. Ngồi đó. Ngồi đó đi. Giỏi lắm. Nè, con nói cho ta biết, con tên gì, nhà cửa ở đâu? Bẩm quan, con tên Cò. Con ở khắp nơi trong làng này. Con ở khắp nơi, vậy nhà con giàu lắm hả? Con nhiều nhà lắm hả? Dạ không, con thấy chỗ nào êm êm là con ngủ à. Ta hiểu rồi. Ta thấy mặt mày của con thông minh, lanh lợi. Không giấu gì con, dịch đực mà sanh ra trứng, đó là ý vua. Đưa ra điều kiện này á hả? Mục đích là tìm nhân tài ra giúp nước. Nếu con giải đáp được cái chuyện này á hả, ta nghĩ ta và con sẽ lên kinh thành một chuyến. Ông tính đưa bạn con đi đâu? Không có đi đâu. Con có biết là hiện nay quân giặc muốn xâm chiếm nước ta, triều đình đất nước đang lâm nguy, thành ra nhà vua muốn tìm nhân tài để ra giúp nước. Vậy hai đứa con có thể đi chung không? Rất tiếc không được con à. Nhưng mà ta đảm bảo với con là bằng hữu của con á sẽ được người ở trong quan phủ này nè là chăm sóc chu đáo từ cái ăn cái mặc. Con đừng lo. Dạ. Rồi, con cứ yên tâm ở đây. Thấy không? Bằng hữu của con đã có quan ở phủ này lo hết rồi, chỉ chờ ngày con về thôi. Cuộc sống của con không thể nào cứ rài đây mai đó cực khổ như vậy hoài. Thấy không? Nhưng mà thôi được rồi, ta cho ý kiến như vậy á để cho con thời gian suy nghĩ rồi quyết định nghe. Dạ. Dạ bẩm quan con về. Thưa quan dạ. Con về. Người đâu? Dạ. Đưa hai trẻ này ra cổng. Mời. Tụi con về nghe. Mời. Dạ. Thôi về đi nha. Dạ anh chào quan. Đi về. Hay quá. Sao không dậy đi? Biết giờ này là lúc nào không? Sao mày thở dữ vậy? Sao nóng dữ vậy?
Chạy, chạy. Được, được, mày có sao không được? Chuyện gì, chuyện gì? Lính đâu, lính đâu? Lính đâu? Dạ, dạ. Lính đâu? Cổng, cổng thằng bé vô trong. Dạ, dạ. Còn cô này đi kêu thầy Lan về gấp trị bệnh cho đứa nhỏ. Dạ, dạ. Ẩm nó vô. Dạ, dạ. Hoàng ơi, nó sốt lắm Hoàng. Con yên tâm đi, ta đã cho mời thầy Lan về trị bệnh cho nó rồi. Đi, vô trong đi. Dạ. Ta cho phép con ngồi đó. Ngồi đi. Ngồi đi. Dạ. Dạ. Sao con? Ta đã cho người dò la lai lịch của con, và ta cũng đã biết tụi con á là trẻ mồ côi. Hai đứa sống nương tựa với nhau, tình huynh đệ còn hơn ruột thịt. Ta rất quý cái tình, cái nghĩa của tụi con đối với nhau, sống mà không bỏ rơi nhau. Nhưng mà nếu tụi con muốn cuộc sống sau này của tụi con tốt đẹp, con phải mưu cầu công danh. Chứ cả hai đứa tụi con như vậy, cứ sống cù bơ cù bất như vậy, thì ta sợ một ngày nào đó không còn có ta ở đây thì con cầu cứu ai. Vậy thì Quan hứa lo cho huynh đệ của con trong lúc mà con lên kinh thành phải không ông? Đúng, ta hứa. Ngày nào ta còn ở đây á, thì ta sẽ lo cho huynh đệ của con, từ cái ăn cái mặc thật là trọn vẹn. Con yên tâm. Được, quân tử nhất ngôn. Đúng, quân tử nhất ngôn. Dạ. Ta hứa. Bay đâu? Dạ. Dạ, Quan gọi con nè. Đưa cò xuống chuẩn bị hành trang để lên kinh. Dạ. Ừ. Rồi. Dạ. Đưa đi theo ta. Bên này. Nhanh lên. Dạ thưa Quan, tại sao con lại ở đây vậy? Đây là phủ của Quan. Do cậu bị bệnh, cho nên thằng cò mới đưa cậu tới đây á. Vậy thằng cò đâu Quan? Chuẩn bị lên kinh rồi. Ta đã gửi gấm cò cho một người thân ở kinh thành. Ông ta là họ Trình, làm quan lớn ở trên kinh thành đó. Nè, ta đã hứa với lại thằng cò rằng là coi như là ta sẽ chăm sóc cho con, là từ miếng ăn, miếng uống, cái quần, cái áo thật là chu đáo. Con yên tâm nghe. Vậy có khi nào cò sẽ không về nữa không? Không. Dù bao gì giờ cò cũng không có người thân ở đây. Ta biết. Nhưng mà không lẽ huynh đệ của con sống mà không có tình có nghĩa sao? Con cứ yên tâm ở đây mà tịnh dưỡng, rồi cò sẽ quay về. Dạ. Nè, đưa cậu đực này xuống chăm sóc ở hậu viện đi. Dạ. Ừ. Đi cậu. Ruộng lúa mùa này nhà tôi cũng đủ ăn. Nhà tôi cũng vậy. Đất kia. Coi kìa, đất kia. Trời ơi, nó ở Phủ Quan cũng chục năm rồi đó. Mà không thấy nó quyền quy hay quan quy gì hết á. Người ta nói á, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Mà còn nó có phải con nhà quan đâu. Mà ông biểu nó giống quan chứ. Tôi nói ông nghe nè, quan phủ cũng đã hồi hương quy điền rồi, vậy mà nó vẫn ở lì trong phủ của quan không chịu đi mới chết chứ. Chắc nó nghĩ á, thằng cò sẽ quay trở về tìm nó. Như tôi á, nếu mà tôi lên được kinh thành mà làm được quan lớn, có điên mới về lại làng này. Con chào ông hai. Con chào ông bảy. Con chào thím. Con mới đi chợ về đó hả? Dạ.
Mà ông Bảy nè, à, cái gì? Phụ thân con có đố con một câu đố á, mà con nghĩ hoài không ra, ông giúp con được không? Đâu, con nói thử coi câu gì, rồi ta biết gì ta nói cho. Dạ. Cái gì chúm chím, biết nói điều hay, biết khen điều giỏi. Tưởng gì, câu này dễ ở khà, là cái miệng con chứ là cái gì. Thiệt không? Thiệt. Con lại tưởng đâu cái lưỡi không xương nhiều được lắc léo, cái miệng không dành nên méo tứ tung chất. Ra là cái miệng để nói điều hay lẽ phải hả ông? Thôi ta đi nghe con. Dạ. Con chào ông Bảy. Nè, bộ tính bắt hết ốc hết cua với đìa hay gì? Kệ tôi đi. Mà tôi nói thiệt nha, nếu mà được không chê á thì được về nhà tôi đi. Chứ quan mới sắp tới nhận chức rồi, lỡ đâu người ta khó, người ta đuổi được ra đường thì sao? Với lại chắc chắn cò sẽ về mà. Thằng cò hả? Ừ. Đêm nói với tôi á, câu này cũng hơn 10 năm rồi đó. Đây là nơi ta sống hồi nhỏ. Muội thiệt không hiểu, huynh cứ đòi về cái làng này để làm gì? Cái làng này thì có gì đâu mà tiếc. Lỡ năm nay còi về thiệt thì sao? Còi về hả? Thì tôi cũng ráng đợi nó về. Sống đòi chết để được về đây chứ gì. Mà muội thấy hai người đó cũng xứng đôi vừa lứa lắm chứ bộ. Xứng cái gì mà xứng, muội không có biết cái gì hết à, đừng có nói xàm. Xàm cái gì mà xàm, huynh không thấy hả, hai người đó đang nói chuyện vui vẻ hay sao? Người đâu, bổn tiểu thơ mỏi chân rồi. Giọng đâu? Bực cái mình thiệt chứ. Tự nhiên nghe lời của huynh ấy để lính hầu tận ở ngoài làng. Trời ơi là trời. Cô cho tôi hỏi, cô có phải là Điềm không? Quynh là... Ta là Định Quốc, là Tân Quan Quyện, người vừa đến cái làng này để nhậm chức. Chào Quyện lệnh đại nhân. Mời Quyện lệnh đại nhân vào nhà. Lệnh đại nhân, tiểu nữ có thể mạn phép hỏi ngài một câu được không ạ? Ngài từ kinh thành đến đây. Đúng rồi. Vậy ngài có biết một nam nhân tên là Cò? 10 năm trước Cò cũng lên kinh thành, sau đó thì tôi mất tung tích, cũng không nhận được tin tức gì của huynh ấy cả. Cò hả? Dạ. Tên gì quê mùa quá vậy? Ở trên kinh thành không có ai tên Cò hết á. À, mà tôi có nghe nói đâu á, hồi 10 năm trước ở ngoài ngoại thành á, có một trận lũ lụt lớn lắm, người ta chết vô số kể. Có khi nào cái người mà cô tìm á là một trong những người đó hay không vậy? Lũ lụt chết người? Tôi xin lỗi.
Tự nhiên nói ra những cái lời này làm cho cô phải buồn. Tại sao đại nhân lại biết nhà dân nữ mà còn biết cả tên của dân nữ nữa? Thì là chuyện là vậy. Tại vì ta mới vừa đến đây để nhậm chức, mà ta phải ở trong quan phủ á, thì biết là ở trong đó có một cái người không phải là lính canh, mà cũng không phải là gia quyến gì của quan phủ hết, mà người đó ở trong phủ suốt à. Ta khó xử quá. Mà nghe đâu cô với lại huynh ấy là thanh mai trúc mã, nên ta đến đây nhờ cô khuyên huynh ấy giùm một tiếng. Chứ tự ta mà đuổi huynh ấy ra ngoài thì cũng kỳ. Dạ, ngài cứ an tâm nha, dân nữ sẽ nói huynh ấy chuyển đến nhà dân nữ ở tạm. Đa tạ cô. Thôi, bây giờ ta có việc phải đi lo liệu tiếp rồi. Tìm ai? Nãy giờ có ai tới đây tìm ngươi không? Nhìn cái gì mà nhìn? Ta hỏi sao ngươi không trả lời? Nhưng mà tỷ là ai? Vậy ngươi là ai? Tôi là Điềm. Hồi nãy quyện lệnh đại nhân có tới đây kiếm, nhưng mà ngày ấy vừa mới đi rồi. Ngày ấy đi hướng này nè. Nếu như mà tỷ muốn đuổi theo á thì đuổi nhanh đi, không là không kịp đâu. Ủa, mà nãy giờ huynh ấy có nói gì với ngươi không? Ta nói cho ngươi biết nha, ta không có chịu thua ngươi đâu. Phụ thân của ta muốn huynh ấy cưới ta, nhưng mà huynh ấy cứ khăng khăng không chịu. Từ một hàng lâm viện học sĩ xin xuống là một huyện lệnh nhỏ nhoi này. Cái gì mà thanh mai trúc mã, cái gì mà hẹn ước 10 năm, ta thấy cũng chả bằng một chức quan tam phẩm nữa. Khoan đã, hồi nãy cô nói là huyện lệnh đại nhân tên là gì? Cò. Không phải là cò đã chết trong trận lũ 10 năm trước rồi sao? Chết? Chết hồi nào? Sao mà ta không biết? Chứ lúc nãy ai tới đây để nói chuyện với ngươi? Cô nói thiệt hả? Ừ. À, thiệt ra thì phụ thân của ta nhận huynh ấy làm nghĩa tử, đặt cho huynh ấy cái tên là Định Quốc. Sau này muốn huynh ấy góp sức để an định quốc gia. À, nhưng mà nói nhiều như vậy tôi vẫn chưa biết tên tỷ. Ta tên là Trình Quế Trang, con gái của hình bộ thượng thư Trình Thừa. Vậy tiểu thư đây và huyện lệnh đại nhân có quan hệ gì? Nè nè, ngươi đừng có hiểu nhầm mà nha. Ta với huynh ấy chỉ là huynh muội đồng môn thôi. Phụ thân ta là thầy của huynh ấy mà. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Đúng rồi, đơn giản vậy thôi. Thật đáng ghét. Vậy mà dám dựng chuyện, nói là bản thân đã chết trong trận lũ 10 năm trước rồi. Được lắm, muốn chết chứ gì. Ta sẽ cho huynh toại nguyện. Nè, ngươi đi đâu vậy? Chờ ta với. Chào, chào quan. Quan đây là... Ta là Định Quốc, từ trên kinh thành đến đây để nhậm chức quyền lệnh. Ô ngài, ngài đến từ kinh thành thật sao? Ngài ở kinh thành lâu chưa? Cũng 10 năm rồi. 10 năm? Tôi cũng có một bằng hữu lên kinh thành cũng lâu rồi, nhưng bặt vô âm tính. Tên huynh ấy là Cò. Cò à?
ta không có quen ai tên Cò hết. Nhưng mà ta nghe nói 10 năm trước ở ngoài ngoại thành có một trận lũ rất là lớn. Sao? Mười năm trước Quynh bị lũ cuốn trôi mất xác hả? Mười năm trước Quynh không chết, hôm nay tao quánh cho Quynh chết nè. Đúng rồi đó, dám lừa ta, dám lừa ta, ta xin lỗi, dám lừa ta hả? Quynh dám lừa ta, ta là Cò. Quynh thật là quá đáng. Đúng rồi đó, đánh nữa đi tỷ, đánh mạnh lên. Cò, đánh nữa đi tỷ, tao quánh Quynh, tao quánh cho Quynh chết nè. Đánh mạnh lên, chết nè, đừng quánh cho Quynh ấy. Chạy đi Cò, tao quánh, đúng rồi đó, cho Quynh chết nè, chết nè. Đánh Cò nha, chết luôn hả? Tao quánh cho Quynh chết nè, mạnh nữa lại, đúng lại coi. Đứng lại, đứng lại cho quay ta. Quay lại nghe ta nói. Chết đuối hả? Dám lừa ta hả? Tao quánh cho Quynh chết nè. Đánh nữa đi tỷ. Đúng rồi đó. Dừng lại đi, dừng lại nghe ta nói. Đánh đã. Đánh đi. Dám lừa ta hả? Dám lừa ta. Dám lừa ta đây. Nghe ta nói đây. Lúc nãy ta chỉ đùa với Niềm thôi. Ê, khoan, ta xin lỗi, ta không dám đùa nữa đâu mà. Chặt tay nè, chặt tay nè, chặt tay nè, chết nè, chết nè, chết nè, chết nè, cho Quynh chừa nè, chết nè, chết nè, chết nè. Mười năm hả? Thôi, ta không đùa nữa. Ta xin lỗi, xin lỗi nàng. Được rồi, sau này ta không đùa nữa. Quynh muốn ta tha lỗi cho Quynh đúng không? Ừ, đúng rồi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ hãy thách đố Quynh ấy đi. Đúng, muốn ta tha thứ cho Quynh chứ gì. Vậy thì Quynh phải đối được câu này. Tối 30, con chó sủa. Chuyện nhỏ. Quăng luôn đi, cầm đó chị. Ừ. Sáng mùng 1, vợ ta ho. Không có dễ như vậy đâu. Nếu Quynh muốn cưới tỷ ấy á, thì phải đảm bảo các điều kiện như sau: voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, lúc đó thì mới cưới được tỷ ấy. Muội còn phá đám ta nữa hả? Nè, ta về ta mét với thầy, gả muội đi sớm đó, muốn không? Trả Điềm lại cho ta. Trả Điềm đây. Không. Trả đây. Nè. Không. Gì vậy? Muội, muội còn ham chơi lắm, muội còn nhỏ lắm, muội chưa muốn thành thân đâu. Nè, trả lại cho ta. Nữa nha. Trả lại. Điềm.